Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng mình quay trở lại với cái tựa game là Lock View nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn các zip code mới nhất của cái tựa game này và tổng hợp lại những cái zip code còn hàng sử dụng và còn sử dụng được của cái tựa game Go Lock View này. Thì có ngày được cập nhật vào ngày 16 tháng 2 năm 2024 nha các bạn. Ok, thì giờ thì chúng ta hãy cùng vào, mình sẽ chia sẻ bạn các zip code nha các bạn, và các bạn cũng đừng quên like share video này các bạn hay và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Thì để zip code thì bạn nhấn vào cái nút quả đây nè bạn, thì nó sẽ hiện lên cái ô QR code này và bạn tiến hành nhập zip code. Thì zip code thứ nhất như sau: gửi qua phone giờ E W A G D F U N thì qua phân là code thứ nhất. Đó thì các bạn nhấn vào redeem để đổi vào. Nó để thành công là đã nhận thành công rồi nha các bạn. Zip code kế tiếp. Zip code như sau: T H H E G G E A T A C E The with A là code nha các bạn. Thì đây là code kế tiếp, chứ code là The with A. Đó thì các bạn nhấn vào redeem để đổi qua. Để thành công là đã nhận thành công nha các bạn. Code kế tiếp B I G N E W S with new là code kế tiếp. Thì là code kế tiếp có là bit new đấy bạn. Code này để thành công nhé bạn. Code kế tiếp F U D D 10. Thì đây là code kế tiếp nha bạn, có là F U D D 10. Code này đều có ăn đô các bạn. Code kế tiếp S U B 2 O F F I C I A L N O O B I E. Thì đây là code kế tiếp nha bạn. Tiếp có là Shoot True Official Nubai. Bạn lưu ý là cái chữ số 2 này rồi tới số 0 nha. Xin lỗi bạn, tới chữ O nha bạn, không phải số 0 nha các bạn. Code kế tiếp S T G E W H A T M A I N E. Thì là code kế tiếp nha bạn. S T G E W H A T M E I N E. Code kế tiếp T A N T A I G E M I N G. Đây là code kế tiếp nha bạn. Thì mình sẽ ngưng hình lập chút cho bạn xem cái code. Sau đó thì bạn nhấn vào redeem để đổi qua. Code kế tiếp A X I O G E. Thì đây là code kế tiếp các bạn, tiếp code là A X I O G E. Code kế tiếp S U B 2 D A I G G O C K. Đây là code kế tiếp nha bạn, tiếp code là S U B 2 D A I G G O C K. Code kế tiếp S U B 2 U N C L E K I Z A G U. Đây là code kế tiếp nha bạn. S U B 2 U N C L E K I Z A U A G U.
Có kế tiếp S U B 2 N O O B M E S T E G 1 2 3. Đây các bạn. S U B 2 N O O B M E S T E G 1 2 3. Câu kế tiếp S U B 2 G E M E G G G G O B O T gạch dưới nha các bạn. G E S E T 1. Đây là câu kế tiếp S U B 2 G E M E G G O B O T gạch dưới G E S E T 1. Sutro Gamer Robot Reset 1 Reset 1. Code kế tiếp S U B 2 G E M E G G O B O T gạch dưới E X B 1. Sutro Gamer Robot NT1. Đây là code kế tiếp nha bạn, thì mình sẽ ngưng hình làm chút cho bạn xem code đó và nhấn vào ghi đen để thành công và nhận thành công các bạn. Code kế tiếp F U G G 10 gạch dưới V 2 F U G G 10 gạch dưới V 2 nha bạn. Code kế tiếp B L U X X Y. Thế là code kế tiếp nữa bạn. Tiếp code là P L U X X Y. Code kế tiếp S T A G C O V E H E O. Thế là code kế tiếp nha bạn. Tiếp code là S T A G C O V E H E O. Code kế tiếp J C W K. Thì đây là code kế tiếp nha bạn. Tiếp code là J C W K. Code kế tiếp M E G I C B U S. Magitbus là code kế tiếp nha bạn. M E G I C B U S. Có kế tiếp E N I U gạch dưới I S gạch dưới B G O. Vậy là có kế tiếp có là E N I U gạch dưới I S gạch dưới B G O. Có kế tiếp S U B 2 F E G 999. Đây là code kế tiếp nha bạn. Có là S U B 2 F E G 999. Code kế tiếp K I T T G E M I N G. Đây nha bạn. Đây là code kế tiếp K I T T G E M I N G. Code kế tiếp S U B 2 C E B T E I N M E U I. Đây là deep code kế tiếp S U B 2 C E B T E I N M E U I. Code kế tiếp C H E N D L E G. E code kế tiếp nha bạn. C H E N D L E G. Trời ơi sao có không đô vậy bạn. Ok thì giờ thì chúng ta hãy cùng mình đến với cái code kế tiếp K I T T gạch dưới G E
ớt giờ e ớt e t ok thì tổng cộng là có bao đó những cốt khi nào mà có thêm những cốt mới nữa thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cho bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, thì chúc các bạn nhập có thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like hôm nay bạn hay và chia sẻ cho ông bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.